Thưa quý vị, giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài là tâm huyết và nhiệm vụ cao cả của nhiều giáo viên người Việt trong suốt những năm qua. Ở mỗi người giáo viên, họ lại có những cách khác nhau để giảng dạy và chia sẻ. Tất cả đều góp sức cho công cuộc gìn giữ tiếng mẹ đẻ còn gian nan ở xứ người. Và nhạc sĩ Đức Long là một người như thế. Ông đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết của mình để giảng dạy cho những người con xa quê những ca khúc về quê hương đất nước con người Việt Nam. Và đó cũng chính là tiền đề để gắn kết những tâm hồn yêu nhạc xích lại gần nhau hơn. Những bài ca bất hủ về quê hương đất nước là âm thanh quen thuộc trong con ngõ nhỏ trên phố Lê Duẩn, Hà Nội. Căn phòng chưa đến 30 mét vuông, những người con trở về từ nhiều mảnh đất xứ sở khác nhau tụ họp lại để được nghe người thầy Đức Long giảng dạy và học hát. Căn nhà của thầy rất là tuy nhỏ bé nhưng mà rất ấm áp. Thế lại được đến đây, thầy lại dạy cho một cái bài hát về quê hương, về đúng là cái thành phố mà nơi chị sinh ra. Thầy rất là tình cảm và rất là nhiệt tình với các em học sinh. Đam mê, say sưa và ngân nga theo giai điệu của âm nhạc. Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa các châu lục lại xích lại gần nhau đến nhường này. Từ cái lớp học của thầy mà gắn kết được rất là nhiều các anh các chị và có những cái chương trình mà về đất nước, về quê hương, những chương trình rất là ý nghĩa. Thì Phương Đông có lập nên một cái câu lạc bộ thanh nhạc Cộng hòa Séc kết nối bạn bè. Thì ở cái câu lạc bộ thanh nhạc Cộng hòa Séc kết nối bạn bè đấy thì cũng bao gồm tất cả những học sinh của thầy. Là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết hát, để các bạn ấy tham gia những cái lễ hội, những cái ngày văn hóa mà những người sống, người nước ngoài mà sống tại ở cái bản địa đó để được tham gia với họ.